49 căn hộ có đẳng cấp 7 sao trên siêu du thuyền lớn nhất thế giới dài 222 mét có tên Somnio đang được chào bán với mức giá từ 9,5 triệu euro, tương đương 11,3 triệu đô la Mỹ mỗi căn. Somnio trong tiếng Latin có nghĩa là ước mơ, là du thuyền lớn nhất trên thế giới, xét về chiều dài và trọng lượng. Người đồng sáng lập Somnio, Eric Breder cho biết, du thuyền này sẽ cung cấp cho chủ sở hữu các căn hộ tiện nghi tốt bậc nhất trên thế giới. Chúng tôi thực sự kỳ vọng siêu du thuyền tuyệt đẹp này sẽ lướt sóng vào năm 2024. Các căn hộ sẽ được trải rộng trên 6 tầng của du thuyền, sẽ chỉ nhắm tới những đối tượng giàu có. Mỗi căn đều có nhà bếp riêng, phòng gym, thư viện, không gian ăn uống bên trong và bên ngoài. Giá khởi điểm cho mỗi căn hộ là từ 11,2 triệu đô la Mỹ. Thậm chí người phát ngôn của du thuyền này còn cho biết các khách hàng nghiêm túc muốn căn hộ trên du thuyền của họ phải tự biết cách liên lạc với phòng bán hàng. Một vài căn đã được bán nhưng phía chủ du thuyền này chưa đưa ra thông tin chi tiết. Du thuyền sẽ cung cấp dịch vụ 7 sao cho các chủ căn hộ, cũng như sẽ đưa họ tới một trong những cảng biển đẹp nhất trên thế giới tại New York, Nam Thái Bình Dương và hành trình viễn dương tới châu Nam Cực. Các tiện nghi sẽ bao gồm hầm rượu chứa 10.000 chai và phòng thử rượu, hàng loạt các nhà hàng và quán bar, một câu lạc bộ biển, các hoạt động thể thao dưới nước, nhiều hồ bơi. Ngoài ra còn có một phòng chờ ở mỗi tàu sẽ cung cấp tầm nhìn ngoạn mục khi du thuyền đi vào hoặc rời cảng. Jim Dixon, giám đốc mảng du thuyền của Winch Design, gọi dự án này là bước ngoặt mang tính cách mạng với ngành công nghiệp. Dự án dự tính sẽ phải mất 3 năm để hoàn thành.